Sau đó thì xin chào toàn thể các bác nhá. Hôm nay vừa nấu xong mẻ keo xẻ thì đây là test thử cuốn cho anh em xem. Thì cái mẻ keo này thì em nấu một mẻ sám, một mẻ sám đây này các bác ơi. Sám đây. Và một mẻ trắng các bạn. Anh em nào cần keo nào thì cứ liên hệ em. Còn keo của em thì độ bóng cực kỳ ít và độ dính thì nói chung là do anh em mình xử lý. Nếu mà anh em muốn độ dính càng cao thì là anh em mình sẽ rộng 2-3 lần nước sôi lên thì độ dính càng cao. Thì cũng nhiều anh em mà bảo là khi đi đánh xe thì làm sao mà có nước sôi. Thứ nhất vào quán uống nước, thứ hai là vào quán ăn trưa, ăn sáng đều là có nước sôi hết. Thứ ba nữa là mang theo một cái ống bơ sữa đi các bạn. Ống bơ sữa của trẻ em ấy, ống bơ 1 lít đấy. Anh em mình kể cả vứt keo vào đấy nhồi cũng được, lấy khò đun nồi, đít nồi tầm khoảng hơn 1 phút là sủi rồi đấy, cực kỳ nhanh. Đây là cái mẻ keo này, là mẻ keo trắng đây. Đây, thời tiết ngoài miền Bắc thì hôm nay rất chi là lạnh các bạn. Đây mẻ keo trắng đây, mẻ mới tinh đây các bạn này. Nói chung là hàng này thì đánh cực kỳ dốc lông các bạn, và anh em mình đi đánh thì chỉ cần nhào 1-2 cái thôi, xong bắt đầu là cuốn các bạn. Cuốn thì anh em mình dàn đều ra như mọi video thì em đã giới thiệu rồi. Năm nay là năm 2022, chuẩn bị đến mùa xẻ rồi các bạn. Thì nấu mẻ keo để cho anh em miền Nam dùng trước. Đấy, cuốn thì cực kỳ dễ thôi các bạn. Cuốn các bác sao cho làm sao cuốn thật lỏng tay thôi nha các bác nhá. Cuốn lỏng tay thôi thì là keo nó sẽ đảm bảo độ dính các bạn. Cuốn chặt tay quá, ví dụ này, các bác này, các bạn nhìn thấy không? Cuốn hằn như này bị chặt tay quá này. Đây em sẽ cuốn một đoạn lỏng cho các bác xem. Nói chung là em review cái keo này cũng rất nhiều rồi. Đấy, anh em dàn đều đều ra. Dàn đều ra anh em cuốn thật lỏng tay thôi. Thì là đảm bảo độ dính cực kỳ ok các bạn. Keo nhà em thì các bác ví dụ là cần độ dính cao thì anh em mình rộ lên 1-2 lần nước sôi thôi. Cần độ dính thấp thì độ dốc lông cao thì anh em không cần dội nước sôi, anh em dội qua 1 lượt thôi là được. Hoặc là không cần dội thì anh em lấy khò khò qua cái là cực kỳ ok. Keo thì đảm bảo chất lượng cho bác luôn. Nhất độ bền nó phải cao anh các bạn. Chứ không phải keo đánh được vài hôm, 5 6 7 hôm là hỏng keo là vứt ăn. Keo đánh ví dụ là nửa cân keo đánh được tầm khoảng 2-3 nghìn chim nó còn đạt các bạn, chứ đánh ít quá thì nó cũng chẳng bỏ, lại suốt ngày phải đi mua keo rồi chết. Keo nói chung là độ bền nó phải cao. Keo nhà em đánh xong đến lúc nó nát rồi thì anh em mình chuyển sang đánh trời trời sáng, buổi sáng bao giờ cũng vậy. Bọn em bao giờ cũng có, ngoài Bắc bọn em thì thời tiết nó không nắng như trong Nam, trong Nam thì nắng nhiều hơn. Thời tiết bọn em thì buổi sáng thì nó râm mát, đâm ra đi đánh lúc nào cũng phải có một que râm, một hai que râm và 1-2 que trời nắng đấy các bác thấy không. Cuốn lỏng tay nó không bị nhăn keo, nhưng mà cuốn dày tay này các bác nhìn thấy không, nó hẳn lên vết keo như này là không được các bác nhá. Hẳn lên vết keo như này anh em xử lý phải dội nhiều lượt nước sôi. Còn cuốn cuốn lỏng tay như này thì anh em không cần xử lý nước sôi, đi đánh luôn ok. Này các bạn này, móng tay vẫn còn đang ướt. Nói chung là độ dính thì như thời tiết bây giờ nó đang lạnh, độ dính thì nó cũng tương đối. Các bạn thấy không? Này, các bạn nhìn này. Đấy, nó kéo theo keo như này, độ dính như này là đạt rồi này các bạn này. Đấy, như này độ dốc lông rất chi cao các bạn. Dốc lông cực kỳ cao luôn. Còn cái phần trên cuốn căng này nhá, các bạn nhìn này, nó không dính mấy đâu đấy, các bác thấy không? Đây, này nó khác hẳn nhau này. Đấy, các bác nhìn đây biết. Nói chung là anh em mình cuốn xong anh em mình thử bằng móng tay thì cực kỳ ok các bạn. Đây. Đây nha các bác nha, em sẽ dội lên 1-2 lượt nước sôi nữa, dội lên 1 lượt nước sôi nữa thì nó sẽ tăng độ dính cực kỳ cao luôn. Đấy, cái nước mình cuốn keo ấy. Anh em dội lên thì độ dính cao cực kỳ luôn các bạn. Nếu mà xử lý hay không đấy là xử lý độ dính hay không đấy là do mình thôi. Còn keo thì bọn em nấu cực kỳ chất lượng, cực kỳ đảm bảo luôn, tại vì em cũng là một thợ đánh xẻ chuyên nghiệp, đánh xẻ kiếm tiền các bạn, chứ không phải đi đánh vui chơi. Đây là em đi đánh kiếm tiền như các bác thôi.
công việc ở nhà nó cũng nhiều nhưng mà cũng đam mê các bạn. Đây nó vẫn còn ướt này, các bạn này, vẫn còn ướt này, nó chưa khô lắm, độ dính nó sẽ giảm đi. Cái này ví dụ là vẩy một lúc đi, nó khô thì cực kỳ dính. Đây các bạn, đấy, độ dính này, các bạn thấy không? Đấy thì các bác đến với keo nhà em thì cực kỳ ok, cực kỳ chất lượng luôn. Bạn nào cần keo cứ liên hệ em, các bác tút keo này, tút keo cực kỳ dễ nhá. À, và cũng chia sẻ với các bác rất nhiều rồi, Elox không phải Elox 201 hay Elox 304 mà tút keo nó dễ. Thực ra nó là cách xử lý cần keo, anh em chỉ cần lấy xà phòng giặt đấy, xà phòng Omo chẳng hạn, anh em cho vào rẻ khô, anh em tuốt đi tuốt lại chục lần, hơi nóng cần keo lên cái anh em đem đi rửa sạch, hứa với các bác luôn cả mùa không bao giờ phải làm lại đấy, cứ một mùa làm một lần các bạn, thì tuốt keo ra sẽ đảm bảo cực kỳ dễ và cực kỳ ok luôn và không có gì khó cả. Đấy, nhiều anh em thì mua cần keo về không biết xử lý thì là cứ để keo nó cần nó như thế, nó chưa được tẩy rửa gì thì là nó sẽ quấn keo, nó sẽ bít keo vào cần keo này luôn, cần ní lông này luôn, và lúc đấy chúng ta sẽ phải dùng đến xăng thì mới làm được các bạn, xăng thì mới tẩy hết được, tẩy hết xong lại phải làm lại. Đây là cục keo nhé, đây chỗ này chắc chỉ khoảng lạng thôi, một lạng, đúng một lạng các bạn, một lạng này thì quấn được một cần 1.2 các bạn nhá, mình quấn đều ra được một cần 1.2 đấy, một lạng 2 thì là được một cần 1.2 vừa đây, còn một lạng này thì quấn nó hơi bị mỏng, đâm ra anh em phải quấn kỹ thuật mới ra được một cần 1.2 đấy. Thì hôm nay em review cái sản phẩm đó là keo bẫy chim sẻ, bác nào cần cứ liên hệ em, nhà em chuyên cung cấp loa độ này, keo bẫy chim sẻ này, đầy đủ sào này, dụng cụ săn bẫy này, cái gì cũng có nha các bạn nhá. Bạn nào cần cứ liên hệ em sẽ để số điện thoại bên dưới video cho các bác chủ động liên hệ. Xin chào các bác nha, hẹn các bác dưới video lần sau. Bạn nào xem được video nhớ đăng ký kênh, chia sẻ kênh của em nhá. Xin cảm ơn các bạn, chào các bác.